ta sẽ cùng bước qua ba thử thách để xem thử người nào đoán đúng nhiều hơn, mang về số điểm nhiều hơn thì người đó sẽ người chiến thắng. Thử thách đầu tiên có tên gọi là xuyên thấu. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai nhưng với ba hình dáng thôi. Nó sẽ xuất hiện ở đây ha. Chúng ta sẽ nghe người ta giới thiệu về bản thân, quan điểm sống, giọng nói như thế nào để hai bạn có thể hình dung ra cái gương mặt anh chàng này ra sao. Và sau đó thì sẽ có ba hình ảnh, ba gương mặt của ba chàng trai xuất hiện trên màn hình phía trên này. Khách mời chúng ta có nhiệm vụ là hãy ghép như thế nào để cho gương mặt đó nó đúng với cái bóng dáng đó. Chị giả có được mò hay sợ gì không? Không em ơi, cấm sợ. Sao nãy giờ em thấy chị diễn giả giống như là mò. Chị làm vậy cho nó hấp dẫn thôi nhưng mà tụi em không được đâu. Đó là cái sự tham muốn của giả thôi. Và nếu như bạn nào đưa ra đáp án chính xác sẽ đem về cho mình 5 điểm cho mỗi lần đúng. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Chúng ta hãy đến ngay với vòng đầu tiên có tên là xuyên thấu. Dạ. Sau khi mà nhìn thấy ba vóc dáng này thì em ấn tượng với cái vóc dáng nào nhất? Em ấn tượng với bạn số 2. Tại sao? Đứng tướng kỳ quá. Chị cũng thấy vậy đó. Ủa sao mình không ấn tượng với người đứng tướng đẹp mà? Thôi, anh kỳ vậy? Đẹp là hai bên đây người quá đẹp rồi. Anh ở giữa kỳ đẹp lắm là của luôn người đó. Ta chị kỳ kỳ đó mới là của mình á. Thôi em kỳ là sao mà kỳ? Thôi anh đứng giống như đứng thẳng ống thẳng, nghiêng ống nghiêng mà anh làm gì? Anh chạy nè giống như vậy đó. Có nhiều bản tin nhắc dai quá, bị sệ dai đó. Ấn tượng với anh số 2 đúng không? Dạ đúng rồi. Anh số 1 thấy tạo dáng cũng lạ đó. Thấy cũng bình thường. Nhi thấy thì sao? Dạ em thấy cái anh số 3 nè mệt nhất nè. Anh tạo dáng này anh đứng nhà mệt lắm nha. Không có giữa đâu, điểm trụ nữa. Còn anh số 1 thì anh có điểm tựa rồi. Nãy giờ anh đứng chắc là khỏe nhất luôn. Vậy thì mình tổ chức nói chuyện lâu lâu cho cái anh số 3 anh thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của các chàng trai. Đầu tiên xin mời chàng trai thứ nhất. Xin chào mọi người, biệt danh của tôi là Real. Tôi là một người hài hước nhưng rất là kỹ tính. Nhìn bề ngoài thì nhiều người hay nói là tôi khó gần, lạnh nhạt. Nhưng thật ra tôi rất quan tâm đến người khác. Chỉ là do tôi không giỏi thể hiện ra ngoài mà thôi. Tôi thích người phụ nữ của gia đình, biết lắng nghe và cảm thông cho tính chất công việc của tôi. Real là Real Phong hay là từ tiếng Anh gì em? Real của mình là một cái từ tiếng Nhật phiên âm sang tiếng Anh. Có nghĩa là gì em? Trong tiếng Nhật nó có nghĩa là con rồng. Em nghĩ là anh này gầy, khuôn mặt của ảnh thì giống như ảnh nói rồi, lạnh lùng thì chắc là khó gần. Đó là thái độ của ảnh thôi. Dạ. Còn cái điểm xuyến lên mặt anh đi em. Em nghĩ là anh sẽ để tóc 73, mắt một mí và có mũi cao, môi hơi dày. Em tưởng tượng cái khuôn mặt nghe qua giọng nói là cái anh này khuôn mặt rất là gia trưởng nha, rất là nghiêm túc, à cái vẻ nghiêm túc với chị đó thì em mường tượng ra vậy thôi. Cái mặt gia trưởng là mặt sao anh? Thì nói chung là giống mặt anh Vinh phải không kìa? Không, mặt anh Vinh kỳ lắm. Sao bé nói kỳ vậy anh? Ta kỳ sao em? Ôi mặt anh không có nghiêm túc, mặt anh gì mà ôi mặt anh này giỡn lắm. Đúng, anh không anh vui tính em. À, anh vui tính đó, cái ý em nói anh vui tính đó. Dạ. Văn em chưa tới. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Rồi. Đến người thứ hai nha. Dạ. Xin mời bạn thứ hai. Xin chào, tôi là bé Heo. Đây là cái tên hồi nhỏ mẹ thường gọi bởi vì tôi tuổi heo. Và khi còn bé cũng khá là mũm mĩm. Lớn lên tập thể thao thân hình cũng thon hơn một chút. Tôi là người hòa đồng, thích nói, thích giỡn và đặc biệt nói nhiều. Vì vậy khi còn đi học tôi thường bị cô la vì hay tám với các bạn xung quanh. Trong năm giáo khoa chính thì giác của tôi là tốt nhất. Mắt tôi tinh và tia rất lẹ. Đặc biệt là tia phải đẹp thì càng lẹ hơn. Giáo khoa thứ 6 của tôi khá chính xác. Rất nhiều chuyện đã linh tính đúng. Chúc các khách mời nữ hôm nay cũng sẽ có được giáo khoa thứ 6 như tôi. Giọng trầm á. Em nói anh này kỳ là thì kỳ thiệt cái chứ. Không có ai con trai mà tính bé heo hết trơn á. Kệ người ta có quyền. Hồi nhỏ mẹ người ta đặt vậy. Bây giờ hỏi Lộc trước nè. Dạ. Em nghĩ anh chàng này có một cái gương mặt như thế nào? À, anh chàng này thì có một cái gương mặt hài hước ha. Hài hước? Dạ. Nói chung là anh hay cười nè. Miệng thì em nghĩ là nụ cười cũng sẽ đẹp. À, mũi thì hơi cao một xíu. Xíu à?
Mắt thì có đôi mắt biết cười. Đôi mắt biết cười. Giống như em phải không Lộc? Dạ. Hồi nãy bạn có giới thiệu về mình, bạn là người tia phụ nữ đẹp rất là lẹ. Thì hai bạn có nghĩ là ánh mắt của bạn này có một cái gì đó nó sắc bén? Em nghĩ là sắc bén là đối với những người dữ thôi. Còn nếu như mà tia là có những đôi mắt như là là giống như đa tình á. Đa tình, mắt đa tình, đúng rồi. Đâu rồi, em tia lại anh coi cái. Mới tia luôn á. Ví dụ em tia anh Vinh nè, em tia sao? That's a good setup. Bang bang bang. Gái lớn rồi đó nha. Em chịu tay nhiều phải không? Để chị mát mẹ em. Và xin mời phần giới thiệu của chàng trai cuối cùng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mr. Cao. Và vì sao tôi được gọi như vậy? Thì chắc chắn khi các bạn nhìn thấy tôi, các bạn sẽ tự có câu trả lời cho mình. Mọi người hay bảo ở nữ giới giác quan thứ 6 mạnh hơn ở nam giới, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Vì tôi luôn rất là bí ẩn và khó hiểu trong mắt các bạn nữ. Tôi là ai và tôi làm nghề gì nha? Cảm ơn anh. Cái giọng nói rất là đặc biệt. Giống như MC vậy đó. Dạ nghe cái giọng này á, dạ nhớ liền tới mấy cái hội chợ á. Đêm duy nhất, một đêm duy nhất hay là mấy cái siêu thị điện máy đồ đó. Ôi sang hơn, đẹp hơn, giọng đẹp hơn. Nhưng giọng mà đẹp hơi, hơi nhón thôi. Em ơi, có thể nói lại giùm anh một đoạn giới thiệu nhẹ nhẹ được không em? Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mr. Cao. Với cái giọng nói này và sau cái phần giới thiệu này thì Trương Nhi nghĩ sao về chàng trai này? Em nghĩ là ảnh gầy, da ngâm và cũng để tóc 73 luôn. Mắt mũi miệng chưa đoán được, chưa hình dung được lắm. Tại vì đang nãy giờ đang tập trung về cái ngoại hình và cũng như là cái giọng nói của anh nhiều quá, cho nên em chưa suy nghĩ ra. Khi mà em nghe giọng nói thì em nghĩ là anh chàng này sẽ có cái ngoại hình đẹp. Vì giọng nói đẹp nên là khá là châu chuốt cho cái ngoại hình mình. Nên em nghĩ là anh này có khuôn mặt cũng khá là dễ nhìn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ba gương mặt. Các bạn hãy đoán thử gương mặt nào là của dáng hình nào nha. Dạ. Xin mời. Số 1 là bạn Riu. Trương Nhi đoán là gương mặt số mấy? Em nghĩ là gương mặt số 3. Tại sao? Mũi cao, mắt một mí, môi dưới dày. Tóc 73 nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Hợp lý luôn hả? Hay quá. Còn Lê Lộc, anh Riu là hình ảnh anh số mấy? Anh Riu là hình ảnh của anh số 3. Riu là gương mặt số 3 luôn? Dạ đúng rồi. Gương mặt số 3. Vậy là hai bạn giống nhau. Dạ. Tiếp theo, chàng trai bé heo sẽ sở hữu gương mặt số mấy? Em xin đoán là anh bé heo sẽ là hình ảnh số 2. Bé heo có gương mặt số 2. Em lại nghĩ khác, em nghĩ là bé heo sẽ có gương mặt của anh số 1. Rồi, Mr. Cao của Lê Lộc. Mr. Cao là anh số 3 đúng không? Đúng rồi. Anh số 3 sẽ là hình số 1. Còn Nhi sẽ chọn là số 2. Gương mặt số 2. Dạ. Với anh chàng Riu, hai khách mời đều có đồng đáp án, đó là gương mặt số 3. Vậy thì mình sẽ xin phép mở chàng trai có nickname là Riu trước nhé. Xin mời. Để xem coi các cô gái chúng ta có đúng hay không nha. Đúng đi anh ơi. Đứng tướng rất là nghệ sĩ. Đúng rồi. Em nghĩ là đúng đó. Không biết là kết quả này có mang về điểm cho ai không nha. Số chắc là mình sai hết hai cái rồi đó. Xin chia buồn. Hai bạn không mang về cho mình điểm nào cả. Và chúng tôi sẽ mở bức màn của bé heo và anh Mr. Cao cùng một lúc. Xin mời. Và kết quả là Trương Nhi đã đoán đúng bé heo. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa còn em đoán đúng anh số 3 đúng không? Em là sai hoàn toàn. À, ở đây không có trái bí nào hết. Có luôn. Cho nên là Trương Nhi đã mang về cho mình 5 điểm. Còn Lê Lộc không có điểm nào cả. Vòng em đầu mới đi đâu về. Vòng đầu thôi để chiếm ảnh lộ diện. Vòng đầu được thôi. Và vòng đầu là Trương Nhi đã dẫn trước 5 điểm. Dạ. Và trước khi chúng ta bước vào vòng tiếp theo, hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.